Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin khi nào quan hệ Việt Trung sẽ đi vào rốn bão. Họa hay phúc trong giàu bàng với Trung Hoa vĩ đại, phải đâu chỉ mới xuất hiện trong một tháng hay một năm nay. Tác giả Trần Đông A đã có bài phân tích về mối quan hệ giữa Việt Trung trên trang đó Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Tính đến ngày 21 tháng 12 năm 2021 đã có đến hơn 6.300 xe hàng hóa, nông sản chủ yếu là hoa quả của Việt Nam ùn tắc tại các cửa khẩu xuất sang Trung Quốc. Hàng đoàn xe đã phải quay lại để bán giải cứu trong nội địa tràn ngập hoa quả với các sản phẩm giá cực rẻ. Đây là hình ảnh hàng ngàn xe tải Việt Nam chở nông sản bị ùn ứ nhiều tuần nay ở biên giới Trung Quốc vì phía Trung Quốc đã thay đổi chính sách thông quan. Còn nhớ ngày Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn thăm đáp lễ người đồng cấp Vương Nghị ngày 2 tháng 12, giới phân tích đã sớm hồi hộp lo âu rằng bang rào Việt Trung dường như đang vào hồi im lặng trước cơn bão. Họa phúc đâu phải một buổi, lúc bấy giờ những lời đoán già đoán non đã được đưa ra. Trung Quốc sẽ làm gì để dằn mặt Việt Nam khi mà năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, vẫn biệt tâm một chuyến chiều cống sang Bắc Kinh của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội. Trong cả năm 2021 này, ngoại giao cấp cao Việt Nam có sự phát triển vượt bậc cả về cường độ, chiều rộng lẫn chiều sâu. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có các chuyến công du nước ngoài không chỉ liên quan đến các diễn đàn đa phương mà còn với tất cả các đối tác và bạn bè truyền thống từ Nga, Cuba, Lào và Campuchia đến khối phương Tây, Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước lứa khác như Ấn Độ, v.v. Trong khi đó, quan hệ 16 chữ vàng và 4 tốt hiện nay đang phải đối mặt với những thách thức còn lớn hơn việc tắc nghẽn 6.300 xe chở hoa quả tươi, sắp phải bán tống bán tháo hoặc đổ đi trong nội địa để vớt vát chút tiền xăng, dầu ở Việt Nam. Nếu có một chuyến thăm cấp cao giữa Việt Nam và Trung Quốc sau Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và trước Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì thượng đỉnh lần này phải cương quyết ít nhất một vấn đề then chốt mới giao bang song phương. Trước hết là quan trọng nhất, Việt Nam phải cam kết có hưởng ứng chủ trương lớn của Trung Quốc rằng hai đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam cần xây dựng nhận thức chung về tư tưởng, củng cố sự tin cậy lẫn nhau về chiến lược, đặc biệt là phải xử lý ổn thỏa các vấn đề trên biển, nâng cấp quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện thành quan hệ cộng đồng chung vận mệnh Việt Nam-Trung Quốc. Đây là hình ảnh xe container chở thanh long ruột đỏ bán giá rẻ trên vỉa hè Hà Nội vì hàng không thể xuất qua Trung Quốc. Chưa rõ, bài viết có tựa đề xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Việt Trung trên trang mạng của Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Marx thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc chỉ là sự tái khẳng định một khuyến nghị chính sách hay đó là một tối hậu thư cho triển vọng quan hệ giữa hai đảng, hai nước. Chỉ biết những kiến giải trong bài viết tràng giang đại hải ấy khiến những ai quan tâm tới những biến động phức tạp trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc không khỏi băn khoăn. Tân Hoa Xã vào hôm 24 tháng 5 năm 2021 đã dẫn tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, cho biết Trung Quốc sẵn sàng có những nỗ lực tích cực với Việt Nam để xây dựng hai nước thành một cộng đồng cùng chung vận mệnh mang ý nghĩa chiến lược. Đề nghị nói trên của ông Tập có vẻ chưa được phía Việt Nam đáp ứng ngay. Cũng theo Tân Hoa Xã, những ông Tập gửi lời thăm hỏi ông Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc 100 tuổi với các thành tựu xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời khẳng định Việt Nam theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực. Nghĩa là cả ông Nguyễn Phú Trọng lẫn ông Nguyễn Xuân Phúc đều không tỏ dấu hiệu gì hưởng ứng lời đề nghị của ông Tập Cận Bình cả. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cho dù sau đó, ông Tập còn lưu ý cần phải có định hướng đúng đắn cho quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông cũng hoan nghênh việc ban lãnh đạo mới của Việt Nam tiếp tục dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Trung Quốc và bị động hay chưa có chính sách. Ngay khi có thông tin Trung Quốc tạm đóng các cửa khẩu, không chỉ hàng ngàn xe nông sản đã bị giam, mà ngay cả tại các địa phương, các mặt hàng trái cây tươi, nông sản xuất khẩu cũng lập tức rớt giá không phanh. Cả doanh nghiệp, thương lái và nông dân đều rất thiếu sự chủ động trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Vì ngoài chính sách nói không với dịch COVID-19,
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Trung Quốc sẽ áp dụng một số chính sách mới khắt khe với hàng loạt quy định mới về các mặt hàng nông sản nhập khẩu từ các nước. Trong đó, nội dung quan trọng là Trung Quốc sẽ không khuyến khích nhập khẩu theo đường tiểu ngạch nữa. Và rủi ro xuất khẩu theo đường tiểu ngạch, sự cần thiết phải chuyển đổi sang đường chính ngạch đã được đặt ra rất nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa thực sự được cả thương lái lẫn doanh nghiệp quan tâm và chủ động trong việc chuyển hướng. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh tại Hà Nội cho biết, ước tính ban đầu cho thấy việc Trung Quốc kiểm soát biên giới trong vài tuần qua đã khiến thương mại Việt Nam thiệt hại khoảng 174 triệu đô la. Việt Nam đã xuất khẩu nông sản và thủy sản sang Trung Quốc trị giá 8,1 tỷ đô la vào năm 2020, với nhập khẩu theo chiều ngược lại chủ yếu là máy móc và các sản phẩm điện tử trị giá 43,3 tỷ đô la, gấp rất nhiều lần. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bên phải điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào hôm 16 tháng 4. Tiến sĩ Hoàng Hợp, một thành viên cấp cao của Viện ISIS của Singapore cho biết, Hà Nội phải yêu cầu các bên liên quan và các nhà sản xuất khẩu làm việc về dịch vụ hậu cần thay thế. Vì hiện tại, nhiều xe tải bị mắc kẹt đang chở hàng đến Thái Lan qua tuyến Trung Quốc để tăng tốc xuất khẩu nhằm cứu chuỗi cung ứng của mình. Ông Hồ Tỏa Cẩm, tham tán thương mại Trung Quốc tại Việt Nam, trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 12 tại Hà Nội nói rằng ông không thể báo trước dịp nghỉ Tết tới, cảng ở Trung Quốc sẽ nghỉ 15 hay 60 ngày. Trong khi đó, đài báo Trung Quốc không nói gì nhiều về chuyện hàng Việt Nam bị ách tắc ở biên giới phía Việt Nam. Nhưng truyền thông Trung Quốc lại đưa tin vui về việc thông tuyến tàu liên vận mới từ Trung Quốc sang Việt Nam. Tân Hoa Xã cho biết vào ngày 9 tháng 12, chuyến tàu liên vận đường bộ và đường sắt Trung Việt lần đầu tiên xuất phát từ thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, chở 1.200 tấn sản phẩm hóa chất của công ty hóa chất xuất sang Việt Nam bằng đường sắt Quảng Tây, sau đó chuyển đường bộ qua cửa khẩu Hữu Nghị vào Việt Nam. Và dư luận cho rằng Trung Quốc đang chơi trò củ cà rốt và cây gậy với Việt Nam. Trung Quốc không chỉ chơi khó với một mình Việt Nam, là các chính sách kinh tế cưỡng chế của Trung Quốc đã trở thành nội dung trung tâm tại cuộc hội nghị G7 vào cuối tuần trước, một thời gian đầy biến cố, chứng kiến Nicaragua cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để ủng hộ Bắc Kinh và Trung Quốc tăng cường trả đũa Litauen sau khi quốc gia vùng Baltic này đã cho phép mở văn phòng đại diện Đài Loan tại Vilnius vào tháng trước. Đây là hình ảnh Trung Quốc mở lại đại sứ quán ở Nicaragua vào hôm 31 tháng 12, vài tuần sau khi quốc gia Trung Mỹ này cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Evan Ellis, giáo sư Đại học Chiến tranh Quân đội Hoa Kỳ cho rằng việc Nicaragua chuyển từ Đài Loan sang Trung Quốc là do hiệu quả của chính sách ngoại giao vaccine của Bắc Kinh. Điều này tăng thêm tầm quan trọng của Trung Quốc đối với Mỹ Latin, trong khi nhu cầu tài chính của các chính phủ Trung Mỹ ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc vì các nước Trung Mỹ đã bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi tác động từ đại dịch COVID-19. Giáo sư Ellis nói trong cuộc phỏng vấn với hãng Reuters rằng Trung Quốc khi theo đuổi các lợi ích kinh tế chiến lược của mình đang duy trì quyền lực của những người theo chủ nghĩa dân tộc, dân túy, độc tài, dẫn đến một khu vực kém dân chủ hơn bao giờ hết. Nhưng củ cà rốt mà Bắc Kinh đưa ra cho các đối tác quốc tế sẽ chỉ là một khía cạnh trong chính sách đối ngoại của họ. Và các nước phương Tây ngày càng quan tâm đến vấn đề này, đặc biệt là cách Trung Quốc vũ khí hóa, thương mại và các công cụ thương mại khác để đạt được các mục tiêu địa chính trị của mình. Chúng tôi đã nói rõ tại cuộc họp cuối tuần này rằng chúng tôi lo ngại về các chính sách kinh tế cưỡng bức của Trung Quốc. Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã nói với báo chí tại Liverpool sau cuộc hội họp của các ngoại trưởng G7 vừa qua. Và Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đang nằm trong gọng kìm của Trung Quốc. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Ba ngày 4 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Tại sao Việt Á hối lộ bằng cách chuyển khoản. Có một chi tiết đặc biệt và cũng khá kỳ lạ là các khoản hối lộ của Việt Á được phát hiện đến nay là họ đã gửi được các quan chức bằng con đường chuyển khoản thay vì đưa tiền mặt. Luật sư Lương Vĩnh Kim đã phân tích vấn đề này trên trang Facebook cá nhân của mình. Từ trước đến nay, đặc biệt là các vụ án gần đây cho thấy bọn tội phạm đều dùng tiền mặt để đưa hối lộ. Ông Thượng tá tình báo Phan Văn Anh Vũ đã gửi 5 tỷ đồng tiền mặt trong một gói quà cho Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh. Ông Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty AVG,
đã đến nhà riêng của ông Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son để đưa 3 triệu đô la tiền mặt. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch AVG bị xét xử về hối lộ các quan chức để bán cổ phiếu AVG cho Mobile Phone nhằm chiếm đoạt số tiền khoảng 6.500 tỷ đồng. Đó là tiền thuế của dân, nhưng chỉ bị xử có 3 năm tù. Đặc biệt là lời khai của ông Dương Chí Dũng về các lần đưa hối lộ cho một số người, trong đó có Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an. Tất cả đều dùng tiền mặt, không lần nào chuyển khoản, dù số tiền rất lớn, phải đựng trong những chiếc vali và vận chuyển bằng ô tô. Vì thế, các cơ quan bảo vệ pháp luật không có chứng cứ trực tiếp để buộc tội. Tại tòa, các bị cáo chối tội hoặc nhận tội, tòa kết tội các bị cáo là dựa trên những chứng cứ gián tiếp. Không một tên tội phạm nào dại dột đến mức chuyển khoản một số tiền lớn như Phan Quốc Việt đã làm trong vụ thổi giá kit xét nghiệm COVID-19. Theo lời khai của ông Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, tại cơ quan điều tra để đảm bảo việc chi tiền ngoài hợp đồng không bị cơ quan chức năng phát hiện, ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Việt Á, đã lập rất nhiều tài khoản đứng tên nhiều cá nhân là hộ kinh doanh cá thể để chuyển số tiền qua số tài khoản này dưới hình thức là mua trang thiết bị, nguyên vật liệu, phòng dịch. Như vậy, lần này, những kẻ đưa và nhận hối lộ không thể chối tội và làm rõ số tiền 4.000 tỷ đồng chuyển khoản từ ngân sách nhà nước vào tài khoản Công ty Việt Á, để rồi từ đó Việt Á chi cho ai, ở đâu thì sẽ lôi ra tất cả những tên nhận hối lộ trong vụ án này. Một câu hỏi đặt ra là tại sao Phan Quốc Việt lại chuyển khoản và để lại dấu vết như vậy? Sao không đưa tiền mặt như Phan Văn Vũ, Phạm Nhật Vũ hoặc Dương Chí Dũng đã từng làm? Những câu hỏi như thế này sẽ là chủ đề nghiên cứu của nhóm môn tội phạm học. Chỉ có Phan Quốc Việt và những người trong cuộc mới trả lời chính xác là vì sao họ đưa và nhận như thế. Có thể Phan Quốc Việt đã từng chuyển khoản như thế trong các thương vụ trước đây, với số tiền nhỏ và đã an toàn nên sinh ra chủ quan và làm tiếp theo cách này. Đây là hình ảnh ông Phan Quốc Việt và tiến sĩ Hồ Anh Sơn, đại diện Học viện Quân y, trong buổi họp báo công bố bộ kit xét nghiệm COVID-19. Có thể nói, một phần nguyên nhân là do lúc dịch bệnh, phong tỏa thì đi lại khó khăn, không thể tiếp xúc trực tiếp nên chỉ có thể chuyển khoản tiền hối lộ. Phan Quốc Việt đã lập rất nhiều tài khoản đứng tên nhiều cá nhân là hộ kinh doanh cá thể để chuyển tiền qua các số tài khoản này. Dưới hình thức là mua trang thiết bị, nguyên vật liệu, phòng dịch là đã có sự tính toán đối phó từ trước đó. Nhưng với cách làm này cho thấy ông Phan Quốc Việt và một số giám đốc của CDC rất chủ quan, coi thường nghiệp vụ điều tra của cơ quan công an Việt Nam. Và dịch COVID-19 cũng là dịp để nhân dân nhận mặt những kẻ trục lợi trên nỗi khổ đau và chết chóc của đồng loại. Dịch bệnh đã diễn ra quá gấp, quá sợ hãi, đến mức người dân và chính phủ phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để kit xét nghiệm. Nhưng thời gian cũng quá nhanh để bọn tội phạm không kịp tiêu hóa, không kịp rửa 4.000 tỷ đồng của ngân sách nhà nước. COVID-19 đã đem lại cho bọn này tiền bạc, nhưng với chính COVID-19 đã hại chúng, đúng là thiên bất dung gian. Bộ Công an đã vào cuộc kịp thời và Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng cũng đã vào và theo sát vụ kit này. Vụ án đang điều tra với nhiều dấu hiệu thuận lợi và sẽ phát hiện thêm rất nhiều những nhân vật đứng phía sau. Và mới đây, ông Giám đốc CDC tỉnh Bình Phước cũng đã xin trả lại 40 tỷ đồng tiền qua cho Công ty Việt Á. Và vụ án có nhiều tình tiết sự kiện rất lạ lùng. Người dân cũng đang chờ các cơ quan bảo vệ pháp luật phải lôi ra ánh sáng tất cả những tên nhận hối lộ, tiền kiếp lỗ mũi của họ. Luật sư Lương Vĩnh Kim đã nêu quan điểm của mình như vậy. Đây là hình ảnh các nghi can đã bị khởi tố bắt giam trong vụ Việt Á. Báo chí Việt Nam mới đây cũng đưa tin rằng cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với hàng loạt cán bộ, cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ do liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Việt Á, gọi là Công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, CDC Hải Dương và các đơn vị địa phương có liên quan. Tuy nhiên, đó vẫn là các quan chức cấp vụ, phó vụ trưởng trở xuống và chưa hề có sự đụng chạm gì đến các quan chức lãnh đạo cấp bộ. Facebook Chu Mộc Long đã có bài viết đưa ra bình luận của mình với câu hỏi rằng: Thứ trưởng
vụ trưởng có dám qua mặt bộ trưởng hay không. Trường tôi có một hiệu trưởng, 3 hiệu phó, hơn 10 trưởng phòng. Nếu cần ký một văn bản nào đó thì phải ký thay hoặc thừa lệnh, tức là phải chờ hiệu trưởng chỉ đạo hay ủy nhiệm. Đố anh nào dám đi ngang về tắt. Không hiểu sao ở cấp bộ, mỗi khi có vụ án nào thì thường thấy chỉ có khởi tố thứ trưởng hoặc vụ trưởng, vụ phó mà thôi. Và lẽ nào trung ương quản lý lỏng lẻo đến mức để cho cấp phó thay hay cấp dưới lộng quyền, dùng bút như dùng que ngoáy luôn, và mũi cấp trên là cấp trên không biết. Trong các văn bản toàn thấy ghi rằng ký thay hoặc thừa lệnh đã là bằng chứng về sự sai phạm của người đứng đầu, chứ còn câu hỏi gì khác đây. Luật cũng đã quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, lẽ nào các thứ trưởng, vụ phó ký thay hay thừa lệnh ông trời. Tác giả cũng cho rằng ông Tô Lâm nên cho quân đánh thẳng vào mấy ông trời đó, xem mấy ông trời đó có cãi đường nào. Không làm đến nơi đến chốn, dân cứ hoang mang là thí tốt. Đây là hình ảnh các trang của Đảng đồng loạt nổ bom về bộ kit xét nghiệm dởm. Tuyên giáo thì nói, bộ kit xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Đài truyền hình Trung ương của Việt Nam VTV thì nói nhiều nước đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Còn tờ báo Thanh Niên thì nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm. Tất cả đều là thông tin dối trá và tiếp tay cho Việt Á thu về 4.000 tỷ đồng trong thời gian rất ngắn, mặc cho người dân đói khổ. Liên quan đến giải thích một cách ngu ngơ của Bộ Khoa học Công nghệ rằng Bộ chỉ tổng hợp nguồn tin từ báo chí, ông Trung Mộng Long đưa ra bình luận như sau. Vậy Bộ Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ là bộ hóng hớt hay sao? Bộ Khoa học và Công nghệ là bộ chủ quản về các vấn đề khoa học và công nghệ của quốc gia. Với cách trả lời rằng thông tin kit test Việt Á được Tổ chức Y tế Quốc tế Thế giới chấp nhận mà bộ đăng trên trang thông tin của mình là do tổng hợp từ nguồn thông tin của báo chí chính thống. Hóa ra Bộ Khoa học và Công nghệ là bộ hóng hớt như vậy. Vậy các dự án, các công trình nghiên cứu, chi phí hàng ngàn tỷ với các hội đồng khoa học thẩm định vân vân đều không được kiểm tra, kiểm chứng mà chỉ cần hóng hớt rồi quảng bá cho toàn dân như vậy hay sao? Hết biện bạch do rốt tiếng Anh, đọc nhầm rồi chuyển sang biện bạch do hóng hớt bởi thông tin báo chí. Một bộ như vậy có đáng cho vào lò hay chưa? Khi là một công dân, nếu lỡ đọc nhầm, đưa thông tin hố hay đã thấy xấu hổ đến muốn tự sát, sao một cái bộ mang thể diện quốc gia mà vẫn không có chút tự trọng nào như vậy? Ông Trung Mộc Long đã nêu câu hỏi. Tuy nhiên, ông cũng dẫn chứng về tin cuộc họp báo cáo do Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức và chính bộ công bố các thông tin về bộ kit xét nghiệm của Việt Á. Cũng tuy nhiên, theo báo Người Lao Động, thì thực tế là ngày 26 tháng 4, Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí với thông tin đầy đủ để khẳng định rằng bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận. Đây là hình ảnh vào sáng ngày 5 tháng 3, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp báo công bố bộ kit phát hiện COVID-19 do Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á phối hợp nghiên cứu sản xuất. Ngoài ra, trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 3 năm 2020, Bộ Khoa học Công nghệ cũng khẳng định bộ kit này đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, tương đương với bộ sinh phẩm do Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới sản xuất. Và Bộ Khoa học Công nghệ cũng khẳng định rằng Việt Nam đã trở thành trong 6 đơn vị sản xuất được sản phẩm này bên cạnh Tổ chức Y tế Thế giới, Nhật Bản, Đức, Trung Quốc và Mỹ, và cho rằng việc thông qua bộ kit xét nghiệm của công ty Việt Á là một trong những thành công trong việc phòng chống COVID-19 ở nước ta. Nhà bình luận Chu Mộng Long còn truy ra rằng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ là thủ phạm tạo tin giả. Ông Long viết tiếp, cứ theo giải trình của Bộ Khoa học và Công nghệ thì việc cổng thông tin của bộ này đăng thông tin sai sự thật, đích thị là từ nguồn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ai cũng biết hệ thống báo chí chính thống tại Việt Nam đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Bộ Khoa học và Công nghệ nói thông tin sai lệch là do hóng hớt từ nguồn báo chí chính thống. Vậy át hải thủ phạm chính mà bộ này muốn đẩy đó là Ban Tuyên giáo của Trung ương Đảng. Và cũng không phải hoàn toàn vô lý, lẽ thường thì có chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương thì báo chí mới đồng loạt đăng tin Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận, Hoàng gia Anh công nhận tiêu chuẩn châu Âu, rồi thì CDC Mỹ xin chia sẻ bản quyền, rồi thì 20 nước đặt mua hàng xuất khẩu kit Việt Á. Các báo đã đồng loạt phản ứng và đến lượt chính Ban Tuyên giáo Trung ương cũng phải lên tiếng nhé.
ông Chu Mộng Long đã nêu ra ý kiến của mình như vậy. Và cứ như thế, người dân Việt Nam đã bị đảng lừa dối.